khi nhìn được những cái tác phẩm của Nguyễn Hiệp. Bảo tàng nghệ thuật Quang Sang vừa giới thiệu đến công chúng những tác phẩm hội họa của họa sĩ Nguyễn Hiệp. Triển lãm trưng bày 48 tác phẩm là những câu chuyện xoay quanh chặng đường sáng tác của danh họa. Đây được xem là hồi ký qua tranh hào hùng và oanh liệt. Họa sĩ Nguyễn Hiệp là một cái tên mà rất ít người trong cộng đồng Việt Nam mình biết được. Cho nên tôi muốn làm một cái triển lãm cho cố họa sĩ để cho mọi người biết được đến tên tuổi của ông Nguyễn Hiệp. Vì ông Nguyễn Hiệp rất đặc biệt vì ông đã từng được đạt được những cái giải thưởng rất là lớn và cùng sánh vai những cái danh họa như là Tô Ngọc Vân, họa sĩ Mai Văn Hiến, bà Nguyễn Thị Kim. Cái cách ông vẽ, những cái tác phẩm ký họa đưa ra, những cái tác phẩm cỡ lớn của ông, nó có một cái độ rất là hoành tráng và cái màu của ông đưa ra rất là thơ, rất là màu, rất là ngọt. 30 năm sáng tác, họa sĩ Nguyễn Hiệp vẽ nhiều thể loại, từ ký họa đến tranh sơn mài, sơn dầu, bột màu, thuốc nước. Từ giai đoạn kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, nét vẽ của ông luôn tươi sáng, lạc quan, xoay quanh chủ đề phong cảnh quê hương, bà mẹ Việt Nam, cảnh bộ đội hành quân, sinh hoạt của người dân. Tuy sáng tác trong thời chiến, nhưng người xem vẫn cảm nhận được sự yên bình, nét hiền hòa của đất nước, con người Việt Nam. Tất cả di sản của danh họa được họa sĩ Nguyễn Thị Mai Khanh, cũng là con gái của ông, lưu giữ cẩn thận. Tại vì rất là yêu tranh của ông, thành ra là tôi cũng cố gắng giữ. Cho nên hôm nay mới có được một cái cuộc triển lãm để giới thiệu với công chúng như thế này. Ông gắn liền với chiến trường, thành ra ông vẽ rất là nhiều tranh về đề tài, nhất là kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Một cái kỷ niệm coi như là với cái bức tranh Thư Tiền Vương này. Thế mà người vợ, coi như là người chồng đi chiến trường, thì người vợ là chờ mong những cái lá thư của chồng gửi về, rất là trông mong. Cũng muốn là triển lãm này được lan tỏa cho rộng rãi công chúng để mọi người cùng biết, nhất là thế hệ trẻ. Tôi chỉ được biết tới lịch sử qua những cái câu chuyện trong những cái bài học của về lịch sử đất nước, cũng giống như là những cái phim trên truyền hình chiếu về lịch sử thôi. Nhưng mà về những cái cảnh chân thực thì hoàn toàn là tôi chưa có được nhìn thấy. Thì những cái tranh của ông thì gần như là từ màu sắc cho tới cảnh chân thực, từng cái góc nhìn nó khá là chân thực để làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Họa sĩ Nguyễn Hiệp sinh năm 1917 tại An Giang. Ông theo học trường mỹ thuật Gia Định Sài Gòn năm 1942. Ông nổi tiếng với các tác phẩm Trận Tầm Vu, Qua Cầu Khỉ, Hành Quân Đêm. Ông được vinh danh trong Bách Khoa Toàn Thư Liên Xô năm 1962. Năm 2000, ông được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Triển lãm Hồi ký chiến trường qua tranh của Nguyễn Hiệp đón khách tham quan đến 31 tháng 12 năm 2023 tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang Sang, thành phố Hồ Chí Minh.